Dạ em Ngọc Tâm Đất Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm ha, cũng như toàn thể quý anh chị có mặt trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại là Tâm đang đứng ở khu vực đất, gần khu vực đất mà Tâm muốn giới thiệu với quý anh chị ha. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình thẳng ra đường Trần Văn Thôi, thì vào độ tầm khoảng 50 mét thôi nha quý anh chị. Đó, và khi ra đường Trần Văn Thôi rồi mình rẽ trái á, thì mình ra đường tỉnh lộ 85A. Thì từ cái vị trí Tâm đứng mà ra đường tỉnh lộ 85A thì vào độ tầm khoảng 7 đến 800 mét thôi ha. Còn khi mà mình ra đường Trần Văn Thôi này mình rẽ phải á, thì mình ra đường Lương Văn Tiên thì vào độ tầm khoảng 200 mét nữa thôi. Đó, cái khu vực đất này rất là thông thoáng nha quý anh chị. Đó, còn hiện tại là cái đoạn đường trước đất mình là đoạn đường đá xanh. Ở ngoài đây là bê tông nha quý anh chị. Còn ở đây là đá xanh 3 mét nha, có thể là xe 4 chỗ 7 chỗ vào rất là vi vu luôn. Đó. Thì hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ sổ riêng ha. Và với cái diện tích là 128 mét đất thổ sổ riêng, và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Và với cái diện tích thực tế là ngang là 4 và dài là 32, được chủ gửi bán với cái giá là 780 triệu nha. Rất là rẻ luôn. Đó, thì cái hướng đường đi này thì mình có thể là mình thẳng ra luôn là mình ra đường DH20 thì vào độ tầm khoảng 500 mét nữa thôi nha quý anh chị. Đó, khu vực này thì dân cư rất là nhiều nè. Đó, khu vực bên đây cũng có nhà, phía sau mình cũng có rất là nhiều nhà ha. Đó, thì hiện tại là khu vực này là gồm có rất là nhiều lô quý anh chị mà đã bán hết rồi, chỉ còn một lô duy nhất thôi và Tâm được chủ gửi lại bán nha. Đó, thì bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn về cái thửa đất và về cái hướng đi nha. Thì hồi nãy như thế Tâm nói những lời nói trước đó là nói chung là khu vực này rất là thông thoáng luôn. Mình thông ra đường Lưu Văn Tiên thì vào độ tầm khoảng 50 mét thôi nha quý anh chị. Và cái khu vực đất mình thì nó nằm ở mặt tiền đường này luôn. Thì trong ngày mai thì cái đoạn đường này sẽ đổ đá xanh cao ráo và thông ra đường DH20 luôn nha quý anh chị. Đó, cho nên là cái vị trí đất của mình rất là tiềm năng ở cái khu vực này luôn. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này nha. Thì tổng diện tích của đất mình là 128 mét đất thổ sổ riêng, và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Và với cái diện tích thực tế là ngang 4 mét tính từ cái vị trí cọc bên đây ha. Đó, qua cái vị trí cọc bên đây. Đó là 4 mét và chạy dài xuống tuốt dưới cái mí hàng rào ở dưới luôn là 32 mét. Đó, và hướng đất của mình là hướng chánh nam nha quý anh chị, và được chủ gửi bán với cái giá là 780 triệu ha. Thì bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào cái thửa đất này để cho quý anh chị mình xem. Cái khu vực đất của mình thì nó không dính một cái dự án, một quy hoạch nó hết nha quý anh chị. Và đất của mình được hiện trạng là rất là cao ráo luôn. Nhưng mà cỏ thì nói chung là nó mọc cũng không có nhiều lắm quý anh chị. Khi mà quý anh chị về xem đất á, quý anh chị cứ alo trực tiếp với Tâm. Tâm sẽ cho người dọn cỏ sạch sẽ thì quý anh chị mình dễ hình dung hơn về lô đất ha. Đây, để Tâm đi sâu xuống đây để cho quý anh chị xem nè. Đất mình thì được san lấp bằng đất thịt nha. Và rất là cao ráo luôn. Cho nên là quý anh chị về có thể là mình mua cái lô đất này á, mình có thể là mình đầu tư lướt sóng hoặc là mình xây nhà cũng rất là ok ha. Đó, 32 mét là tính từ cái vị trí đường trên đó ha, chạy dài xuống tới cái mí cọc này luôn. Đó là 32 mét qua tới với địa vị trí này. Rất là rộng nha quý anh chị. Đó, tới cái mí trên đó luôn là 32 mét. Thì cái chiều dài mình rất là ok ha. Sau này mà cái đoạn đường đó nó có thu hồi lại và cấp đổi á, thì lộ giới vào thì đất mình cũng còn rất là nhiều chiều dài nha quý anh chị. Chiều dài mình rất là đảm bảo ha. Thì với cái diện tích này á, thì mình có thể là mình xây nhà cấp 4, một trệt một lầu rất là ok luôn. Thì cái khu vực đất mình á là dân cư rất là nhiều. Đó, cái phía bên đây cũng có dân cư nha mấy chị. Đó, và nó rất là thông thoáng với những đường lớn luôn. Quá đẹp. Rồi, bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị nghe nha. Thì tổng diện tích của đất mình á là 128 mét. Cái địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Và với cái diện tích thực tế là ngang là 4 mét và dài là 32. Đó. Và được chủ gửi bán với cái giá là 780 triệu còn bất lọc nha quý anh chị. Đó. Và cái hướng đất của mình là hướng chánh nam ha. Rất là đẹp và rất là thông thoáng luôn. Thì sau cái clip này Tâm sẽ đi ra cái đường Trần Văn Thôi và đi ra đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị xem là cái khu vực đất mình gần đường lớn như thế nào nha. Quá đẹp luôn. Đó, kế bên cái khu vực đất mình cũng có nhà nè. Đó, và từ cái đoạn đường này thông ra cái đường DH20 thì rất là gần luôn, tầm khoảng 500 mét thôi. Đi ra DH20 cũng được mà ra đường tỉnh lộ 85A cũng được ha.
Đó, và hiện trạng cái đường trước đất của mình đó là đường đá xanh 3 mét, cho nên là quý anh chị có thể là mình mua về xong rồi có xe hơi hay là 4 chỗ 7 chỗ mình chạy rất là vi vu luôn ha. Thì từ cái vị trí mà đất mình á mà ra cái khu vực mà trần đường Trần Văn Thôi á thì quý anh chị thấy có rất là nhiều nhà luôn. Có rất là nhiều nhà cấp 4, nhà nóc thái mọc lên ha. Đó, rất là đẹp luôn. 128 mét đất thổ ha. Ở Mỹ Lộc mà giá chỉ có 780 triệu lại được đường xe hơi nha quý anh chị. Đó. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi xa mời quý anh chị mình ra cái đường Trần Văn Thôi và đi ra đường tỉnh lộ 85A với Tâm nha. Từ cái vị trí đất á, mà ra cái đường Trần Văn Thôi thì vào độ tầm khoảng 5 đến 60 mét thôi chú anh chị. Và từ cái đường Trần Văn Thôi đó là mình ra cái đường tỉnh lộ 85A thì vào độ tầm khoảng 6 đến 700 mét thôi, rất là gần. Đó, quý anh chị thấy khu vực này nè, đó, nhà cửa rất là nhiều nha. Ở khu vực này tới vị trí này là đường bê tông 3 mét ha. Đó. Đó, theo tới cái ngã ba này thì mình rẽ phải bên đây á thì mình thẳng ra đường Lương Văn Tiên luôn. Còn mình ra đây á thì mình đường ra đường 85A. Giờ Tâm sẽ chạy ra đường 85A ha. Thì tại cái khu vực này á thì cũng có rất là nhiều chủ đất gửi đất cho Tâm bán ha. Nhưng mà Tâm sẽ sàng lọc lại những cái lô đất nào mà giá trị nó hợp lý á, Tâm sẽ up YouTube cho quý anh chị mình tham khảo nha. Thì cái khu vực này gió hơi nhiều nha quý anh chị, cho nên á là khi mà Tâm quay clip á, nếu mà quý anh chị nghe mà cảm thấy tín hiệu âm thanh nó hơi ồn á thì quý anh chị nhớ thông cảm với Tâm nha. Rồi, còn tầm khoảng 200 mét đó thôi là mình ra được đường tỉnh lộ 85A nha. Khu vực này thì dân cư rất là đông đúc nha quý anh chị. Với cái đoạn đường Trần Văn Thôi này là nó nối liền giữa đường tỉnh lộ 85A và đường Lương Văn Tiên ha. Thì cái đoạn đường Lương Văn Tiên hồi nãy mình đi bẻo phải á, mình đã được Lương Văn Tiên á thì mình ra đường Lương Văn Tiên rồi mình rẽ trái á, thì mình ra đường quốc lộ 50 ha. Còn mình rẽ phải á, thì mình ra đường DH20 lại. Hiện tại thì Tâm đang đã có mặt tại đường tỉnh lộ 85A ha. Giờ đây Tâm sẽ giới thiệu chi tiết về cái đoạn đường này cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn về lô đất ha. Đây, đây là đoạn đường tỉnh lộ 85A nha quý anh chị. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình thẳng ra trung tâm hành chính của huyện Cần Giuộc thì vào độ tầm khoảng 1 km thôi nha. Thì từ đây mà lại tầm khoảng 50 mét thôi là trung tâm hành chính của xã Mỹ Lộc nha quý anh chị. Đó. Khi mình ra được đường ngã tư Gia Bảo rồi mình rẽ trái thì mình về Tân Kim, Sài Gòn ha. Còn mình rẽ phải thì mình về trung tâm hành chính của huyện Cần Đước thì vào độ tầm khoảng 5 đến 6 km. Thì từ cái vị trí đường Trần Văn Thôi này về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 13 đến 14 km nha quý vị. Tùy cái khu vực mà quý anh chị đang sinh sống nha. Đó, còn cái phía ngược lại. Cái phía ngược lại là mình thẳng lên đường tỉnh lộ 826 ngã tư Sài Đôi thì vào độ tầm khoảng 3 km nữa thôi. Đó. Thì hiện tại cái khu vực Tâm đứng bán kính tầm khoảng 500 mét thôi á, là gồm có trường học cấp 1, 2, 3 nè, rồi siêu thị cấp mắt nè, vật liệu xây dựng rất là nhiều cái tiện ích để quý anh chị mình về đây mình tham khảo đầu tư ha. Đó, rồi bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây nha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích á, nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem clip này mà cảm thấy thích cái lô đất này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình. Và số điện thoại Tâm là 0937 629 679 hoặc xem phần mô tả video Tâm. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những cái sản phẩm mới với giá rẻ bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư luôn nha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.